Em tên là Thu Thảo, năm nay em 17 tuổi. Trước đây da em đã bị mụn khoảng gần 1 năm. Thì em cũng có tìm hiểu và mua các sản phẩm về nhà để tự mình điều trị. Nhưng mà nó không có hiệu quả mấy, thậm chí làm cho da em còn trầm trọng hơn. Và vô tình một ngày em đọc được một cái bài viết trên Facebook phòng khám Maya. Và em đã đến khám và gặp bác sĩ có tư vấn và chỉ ra cho em một cái pháp đồ điều trị gồm các cái thuốc uống, thuốc bôi và các cái quy tắc để cho da em có thể cải thiện. Thì bác sĩ cũng đã bảo là trong vòng 1 tháng mục tiêu là sẽ cải thiện được 80-90%. Và đến bây giờ thì em đã điều trị theo pháp đồ đấy được 3 tuần. Thì em cảm thấy tình trạng da và mụn mình cải thiện rõ rệt. Nó không còn cái mụn là viêm, mụn cáo hay sợ bao nhiêu nữa. Sau khi được trải nghiệm dịch vụ tại phòng khám Maya thì em vô cùng tin tưởng vào tay nghề cũng như chuyên môn của các bác sĩ.